Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh audio truyện Đông Hùa. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 311, Thanh kiếm hy vọng. Trên mặt tiêu viêm hiện lên vẻ khiêm tốn, hắn không hề tự mãn vì lời tán dương, chỉ nhẹ nhàng nói, tất cả đều là duyên phần, đệ tử nguyện tiếp tục tiến về phía trước, tìm ra chân chính chi đạo thuộc về bản thân. Tháp chủ đan thần tháp gật đầu, nhìn thân hình tỏa ra khí tức nóng bỏng của tiêu viêm, trong lòng tràn đầy tự hào, tin tưởng nói, tốt, vi sư cũng tin tưởng ngươi, sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ lĩnh ngộ được chân lý sở tu tri đạo của bản thân. Đệ tử sẽ không khiến sư phụ thất vọng, lời thề kiên định của tiêu viêm vang vọng trong đan thần tháp, trong ánh mắt hắn toát lên quyết tâm đáng tin. Ngay khoảnh khắc hắn vừa dứt lời, trên bầu trời đan thần tháp đột nhiên xuất hiện một xoáy nước không gian, như thể bầu trời bị xé toạc, hư không xung chuyển. Mọi người cũng ngay lập tức cảm nhận được biến động trên bầu trời, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trong vòng xoáy nước một thân hình thảm hại từ trên trời rơi xuống như diều đứt dây thân thể kia toàn thân huyết nhuộm y phục rách nát tạo thành một mảng đỏ thảm bi mỗi một vết thương đều động lại nỗi đau nghiêm trọng mỗi một huyết tích đều phản chiếu tinh thần chiến đấu quyết tử mặc dù bị trọng thương nhưng hắn ta vẫn dựa vào ý chí kiên cường giữ cho đầu óc tỉnh táo khi hắn đến không ngờ lại trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ không thể tin nổi và kinh ngạc nam tử kia dường như cảm nhận được một cỗ khí tức ánh mắt hắn ta như lục soát trong đám người cuối cùng dừng lại trên thân hình quen thuộc kia môi hắn ta nhẹ nhàng mở ra huyết dịch theo đó chảy ra giọng nói yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên định nhị tiểu thư mỗi một chữ như thể dùng hết toàn bộ sức lực huyết tanh trên người hắn ta chậm rãi lan tỏa trong không khí sau khi nghe thấy ba chữ nhị tiểu thư sắc mặt vũ tuyết hơi thay đổi trong mắt lóe lên tâm trạng phức tạp chỉ là bàn tay du nhẹ kia đã tiết lộ sóng gió nội tâm nàng trong lòng hơi bất an, ngươi là đệ tử Vũ Thần Các, Vũ Tuyết nhẹ giọng hỏi, thần sắc có chút thay đổi, ánh mắt rơi trên nam tử trước mặt, toàn thân cùng khuôn mặt hắn ta đều bị máu tươi che lấp, như một họa tác tàn nhẫn, chỉ có thể nhìn ra mơ hồ bóng dáng của đệ tử Vũ Thần Các, giọng nói của hắn ta trầm thấp và khàn khàn, mỗi một chữ như thể đã dùng toàn bộ sức lực, "Nhi, tiểu thư, cuối cùng ta cũng được gặp người rồi, đã xảy ra chuyện gì, sao lại bị trọng thương như vậy?" Vũ Tuyết hơi khó hiểu nhưng trong lòng đã có cảm giác bất an hiện lên. Vũ thần các gặp nguy. Nam tử cuối cùng cũng nói ra mấy chữ này, trong giọng nói mang theo vẻ cấp bách và sợ hãi, cùng với sự bất lực vô cùng, tâm can Vũ Tuyết bỗng nhiên thắt lại, nàng nhíu mày, hai tay siết chặt thành quyền, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt nàng vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt kiên định và sắc bén như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, nguy hiểm, gặp phải nguy hiểm gì? Cảm giác bất an kia càng lúc càng rõ ràng, Vũ Tuyết hít sâu một hơi ép sự hoảng loạn trong lòng xuống nàng biết hiện tại không phải lúc hoảng hốt bản thân nàng phải thật bình tĩnh lại là tam đại thần quân của liên minh thần trích xâm lấn vũ thần các chúng ta phát động tấn công đại quy mô không chỉ có vũ thần các mà bốn đại thần các khác cũng bị xâm lấn tấn công do thực lực của đối phương quá cường đại sợ là ngay cả vũ thần đại nhân người cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa giọng nói của nam tử kia rất yếu ớt nhưng vẫn dựa vào ý chí kiên cường của bản thân để giữ cho mình tỉnh táo ta đã cố hết sức mới thoát ra được, hiện tại tình hình trong các không rõ, sợ là hung hiểm vạn phần, nhị tiểu thư, bây giờ chỉ còn người là hy vọng cuối cùng. Nam tử này cũng biết Vũ Tuyết là nhị tiểu thư của Vũ Thần Các, thân phận của nàng lại là ái đồ của thần trưởng lão thiên địa hệ phái của đan thần tháp, đương nhiên sẽ hội thỉnh được đan thần tháp xuất binh. Cái gì? Ngũ đại thần các đồng thời bị liên minh thần trích tấn công đại quy mô, chuyện là sao? Lẽ nào là chuyện chúng ta thoát khỏi thiên ngục trước kia, liên minh thần trích muốn sát nhân diệt khẩu sao? vũ tuyết không thể tin nổi vậy mà lại là liên minh thần trích thế lực bá chủ kia đã phát động tấn công vào vũ thần các của nàng hơn nữa còn là tấn công hủy diệt vậy tại sao ngươi lại không thông báo cho ta trước vì tam đại thần quân của liên minh thần trích đích thân đến thiên long đại thần quân kia đã bố trí kết giới cường đại ở tất cả các khu vực của ngũ đại thần các khiến cho chúng ta không thể nào phát ra tin tức khẩn cấp ngay lập tức nam tử kia cũng giải thích tâm can vũ tuyết lại thắt lại nàng biết điều này có nghĩa nguy cơ của vũ thần các cùng với bốn đại thần các khác còn vượt xa tưởng tượng của nàng đây là muốn trực tiếp tiêu diệt ngũ đại thần các hoàn toàn được ta biết rồi người trước tiên hãy ở lại đan thần tháp trị thương ta hiện tại sẽ dẫn binh đến vũ thần các tri viện hy vọng mọi người trong vũ thần các có thể kiên trì được đến khi ta đến trong giọng nói của vũ tuyết toát lên quyết tâm đáng tin nàng ngồi xổm người xuống đỡ đệ tử vũ thần các đang bị trọng thương này dậy trong mắt nam tử lóe lên một tia hy vọng nhưng thân thể hắn ta lại run rẩy trong đau đớn gần như không thể nhục nhích ngay lúc này bầu trời ở xa xa đột nhiên bị một tia sáng kỳ lạ xé toạc vũ tuyết ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một hắc ảnh đang nhanh chóng tiến về phía đan thần tháp con người nàng co rụt lại thầm kêu không hay hắc ảnh này vậy mà lại đuổi theo đến đây nàng không do dự tất cả sự phẫn nộ trong lòng bùng phát ngưng tụ toàn bộ thần lực nhảy lên vung kiếm chém về phía hắc ảnh kiếm quang như điện xuyên thẳng hư không mà thân hình nàng cũng theo đó bay vút đi lưu lại từng đợt tàn ảnh giao nhau trên không trung giờ khác này vũ tuyết không còn là thiếu nữ ôn nhu mà hóa thân thành thủ hộ giả vũ thần các thanh kiếm của nàng quyết tâm của nàng sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng chống lại tai họa cho vũ thần các ầm uhm, ầm uhm. trên không trung sự phẫn nộ của vũ tuyết hoàn toàn bùng phát thi triển thần lực cường đại một kiếm một trường va chạm vào nhau gây ra phong bạo khủng khiếp sự phẫn nộ của vũ tuyết giống như trung tâm phong bạo không chút kiên kỵ càn quét tứ phương hai mắt nàng niu đuối kiếm ý ngút trời trường kiếm trong tay như sao băng xuyên qua bầu trời đêm tung ra từng đạo kiếm quang trói lọi sát khí căng thẳng tột độ lan tỏa như thể ngay cả không gian cũng đóng băng lại vào lúc này những kẻ xâm lấn vũ thần các đều phải chết giọng nói như chuông đồng vang lên mây xanh trong tiếng quát lớn của vũ tuyết ẩn chứa kiếm ý cường đại thân hình của nàng dưới ánh kiếm quang càng trở nên uy vũ kiếm quang trong tay như tiễn thoát cung mang theo kiếm khí có thể tiêu diệt mọi thứ trực tiếp tấn công địch nhân trên thân hắc ảnh kia cũng bộc phát ra một cỗ uy lực hủy diệt mọi thứ một kiếm một trường quanh minh hắc ám giao nhau tạo ra sóng va chạm kinh thiên động địa khiến cho ngay cả không khí xung quanh cũng bị nén lại thành những ngợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường kiếm khí và trường lực va chạm với nhau như thể hai cỗ lực lượng thiên băng địa liệt khai mở trận chiến ác liệt giữa thiên địa này theo việc kiếm quang tan biến hắc ảnh cùng với trường lực của hắn ta đồng thời bị đánh nát trong nháy mắt tan thành vô số mảnh vỡ văng tung tóe vũ tuyết đứng yên tại chỗ y phục bay phấp phới, trong mắt vẫn lóe lên chiến ý và cơn giận chưa tan, sự phẫn nộ của nàng hóa thành kiếm ảnh và khí lãng cuồng bạo khắp bầu trời này, dưới sự thúc đẩy của cơn thịnh nộ này, thanh kiếm của Vũ Tuyết sẽ trở thành thanh kiếm hy vọng của Vũ Thần Các. Mọi người đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio chuyện Đông Hoa, kiếm khí Vũ Tuyết như hồng, xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm, đạo hắc ảnh kia trước thân hình nhanh nhẹn của nàng, tựa như sương mù tan biến. Tiêu Viêm bước những bước chân nặng nề đến bên cạnh nàng, ánh mắt sâu thẳm, như thể muốn nhìn xuyên qua khoảng không vô tận này tam đại thần quân của liên minh thần trích toàn bộ điều động ngay cả thiên long đại thần quân cũng đích thần xuất mã hơn nữa còn bố trí kết giới ở các đại khu vực của ngũ đại thần các chính là để ngăn chặn cứu viện từ đan thần tháp trong giọng nói của tiêu viêm mang theo vẻ ưu tư khó phát hiện mà lần này đan thần tháp lại bị người của diệt thần phủ xâm nhập sau trận chiến với phó phủ chủ diệt thần sư phụ cũng đã bị trọng thương cuộc xâm lấn này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên phía sau tất có âm mưu tiêu viêm cũng nhanh chóng phát hiện ra một số tin tức quan trọng của sự việc lần này sau đó tiêu viêm tiếp tục nói ta dám khẳng định tam đại thần quân của liên minh thần trích tấn công ngũ đại thần các không phải là vì chuyện trước kia các ngươi phát hiện ra bí mật của liên minh thần trích nếu là chuyện này ta cảm thấy bọn chúng cũng không cần phải tốn nhiều công sức như vậy ta cũng đồng ý với ý nghĩ của tiêu viêm tiểu hữu lần này ngũ đại thần các bị liên minh thần trích tấn công đan thần tháp chúng ta lại bị diệt thần phủ xâm nhập kiềm chế nghĩ như vậy chuyện bên vũ thần các Đan Thần Tháp chúng ta căn bản không có đủ thời gian để chi viện, lúc này, Nhất Thần trưởng lão lên tiếng nói, theo ta thấy, Liên Minh thần Trích tấn công Ngũ Đại Thần Các, nhất định còn có nguyên nhân khác, cụ thể thì phải đến hiện trường mới biết được, Tiêu Viêm bổ sung, tâm thái bình tĩnh như vậy, hơn nữa, còn phân tích sự kiện của Ngũ Đại Thần Các rõ ràng như thế, chỉ sợ bất cứ ai ở độ tuổi này, cũng không thể làm được. Tháp chủ Đan Thần Tháp nhìn thấy mọi chuyện, cũng tán thưởng dành cho vị đồ đệ này, càng thêm kinh hỉ, vì người có tâm tính bực này chỉ sợ trong vạn người cũng khó tìm được một vũ tuyết nhìn chằm chằm vào tiêu viêm ánh mắt kiên định vô cùng nói tiêu viêm phân tích của ngươi không phải là không có lý lần này liên minh thần trích tấn công ngũ đại thần các rõ ràng đã lên kế hoạch chu đáo hơn nữa phía sau sự kiện này sợ là còn ẩn xấu bí mật sâu xa hơn xem ra trận chiến này còn phức tạp hơn chúng ta tưởng kết giới kia là để phong tỏa cứu viện từ bên ngoài mà sư tổ lại bị trọng thương càng khiến cho chúng ta lâm vào thế bị động vũ tuyết im lặng ánh mắt nàng giống như sao lạnh lóe lên quang mang lạnh lùng nàng cũng rất đồng tình với những gì tiêu viêm nói mà nam tử toàn thân huyết nhuộm kia cũng cố gắng nói ra câu cuối cùng nói ta nhớ bọn chúng bọn chúng muốn cướp hư không nết bàn trâu trong tay các vị các chủ ngũ đại thần các hư không nết bàn trâu vũ tuyết nghe vậy lập tức kinh ngạc nhưng lại ấn tượng sâu sắc với cái tên hư không nết bàn trâu giọng nói của nàng vẫn mang theo vẻ run rẩy khó phát hiện nàng biết hư không nết bàn trâu là thứ gì đó là thần khí đứng đầu trong 72 đạo thần khí, nhưng năm vị các chủ của ngũ đại thần các mỗi người đều nắm giữ một mảnh vỡ của hư không nết bàn châu, một khi năm mảnh vỡ của hư không nết bàn châu hợp nhất, sẽ thức tỉnh ra lực lượng bí ẩn có thể khiến cho vạn vật nhất bàn trọng sinh. Sắc mặt tháp chủ nội tháp và 10 vị thần trưởng lão cũng trở nên nghiêm trọng, đối với sự hiểu biết về hư không nết bàn châu, bọn họ rất rõ tác dụng và lực lượng của thần khí này. Lúc này, trong mắt tháp chủ nội tháp lóe lên về trầm tư, sau khi trầm ngâm một lúc, lẩm bẩm nói: lẽ nào mục đích thực sự của liên minh thần trích lần này là để cấp hư không niết bàn châu thần khí đứng đầu này sao nhưng mà liên minh thần trích bọn chúng muốn lực lượng niết bàn trọng sinh để làm gì nội tâm vũ tuyết lúc này như sóng to gió lớn sau khi biết được mục đích của liên minh thần trích tấn công ngũ đại thần các nàng không muốn ở lại đây thêm một phút nào mặc dù không biết liên minh thần trích muốn hư không niết bàn châu để làm gì nhưng nàng biết một khi hư không niết bàn châu rơi vào tay bọn chúng sợ là sẽ càng bất lợi hơn đối với ngũ đại thần các bọn họ cùng với những thế lực siêu thần khác tóm lại những sự việc phát sinh lần này liên minh thần trích tấn công ngũ đại thần các đề cấp hư không nết bàn châu diệt thần phủ xâm nhập đan thần tháp để cướp thương khung tri tâm giữa hai chuyện này nhất định tồn tại mối liên hệ nào đó tuyết nhi không sao sư tổ hiện tại đang bị trọng thương ta sẽ để nhếp đại lão sư của con đi cùng con những thần trưởng lão khác sẽ ở lại đan thần tháp tăng cường phòng thủ đề phòng diệt thần phủ lại tiếp tục xâm nhập đan thần tháp tháp chủ đan thần tháp thấy chuyện thực sự có chút nghiêm trọng cũng không dám chậm trễ thời gian liền ngay lập tức lên tiếng để đại lão sư của vũ tuyết đi dù sao liên minh thần trích cũng chỉ phái ra tam lại thần quân trong mắt nhất thần trưởng lão chắc chắn có thể dễ dàng giải quyết chuyện này vũ tuyết gật đầu chỉ cần một vị đại lão sư đi là đủ lão ta là người có thực lực bán đạo thần đối phó với thần quân của liên minh thần trích chỉ là chuyện nhỏ vũ tuyết ta cũng đi cùng ngươi trước kia ngươi đã giúp ta vào đan thần tháp vậy hiện tại ta sẽ giúp ngươi đánh lưu tất cả những kẻ tấn công vũ thần các trong mắt tiêu viêm tràn đầy vẻ kiên định trong giọng nói mang theo ý quyết tuyệt thấy tiêu viêm kiên định như vậy vũ tuyết cũng nhanh chóng đồng ý nhưng mày liễu nàng nhíu lại thầm tính toán trong lòng đường đi đến vũ thần các rất xa phải mất rất nhiều thời gian hiện tại không biết tình hình chiến sự bên vũ thần các như thế nào nếu thời gian quá lâu thì cho dù cứu viện có đến chiến trường sợ là vũ thần các cũng đã bị liên minh thần trích tiêu diệt hoàn toàn rồi vũ tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng ý nghĩ bay nhanh xem có thể nghĩ ra cách nào để đến vũ thần các trong thời gian ngắn nhất hay không giọng nói của tiêu viêm nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng ngươi quên rồi sao ta có bảo vật trước kia mà ngươi đã tặng cho ta bảo vật vũ tuyết nghi hoặc một tiếng rồi đột nhiên như nghĩ tới điều gì nhìn kỹ lại chỉ thấy trên mặt tiêu viêm mang theo nụ cười sau đó vừa lòng bàn tay ra lộ ra phiến ngọc giàn cổ xưa kia ánh mắt vũ tuyết sáng lên bừng tỉnh đại ngộ nàng từng tặng tiêu viêm bảo vật này trong trường hợp bất đắc dĩ, hãy bóp nát nó sẽ có thể thuấn di trở về vũ thần các nhưng lúc đó tiêu viêm được nguyên tôn tương trợ cũng không thi triển bảo vật này cũng chính là lúc này bảo vật này như thể trở thành nhánh cỏ cứu mạng của ngũ đại thần các ba người đứng trên tầng cao nhất của đan thần tháp nhìn bảo vật trong tay tiêu viêm nó tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhạt sau đó tiêu viêm vận chuyển thần lực nhẹ nhàng bóp nó phiến ngọc giản trong nháy mắt bị thần lực cường đại va chạm mà vỡ nát hóa thành những điểm sáng lập tức bắn ra quang mang kỳ lạ chói mắt. Ba người bọn họ bị quang mang kỳ lạ bao phủ, như thể thời gian và không gian bị bóp méo vào lúc này, cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên mờ nhạt cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn, như thể bị cuốn vào trong một bức họa sơn thủy, thân hình ba người biến mất, chỉ còn lại một mảnh quang mang kỳ lạ trước mặt tháp chủ đan thần tháp bọn họ, trong quang mang ngắn ngủi và kỳ lạ này, tiêu viêm, vũ tuyết và nhất thần trưởng lão, như thể đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, kinh lịch xuyên qua thời gian.